Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì trước mặt anh em là một chiếc đầu DES ha, đến từ thương hiệu của Akai, có cái mã là CS705D. Đấy. Thì con này hôm nay bên em bán xả thanh lý, thu hồi vốn với cái giá là 3 triệu đồng. Đấy. Với mức giá 3 triệu này thì để bán dưới giá nhập nha. Giá con này nhập vô thì hơn 3 triệu ha. Nhưng mà hơn 3 triệu nhưng mà nhập chưa chạy ha, nhập mù. Nhưng mà con này thì bên em đã dọn chạy full, thu phát cực chuẩn. Và âm thanh những dòng Akai thì tiếng của nó rất là hay rồi. Riêng về phần âm thanh thì em cũng không nói nhiều về cái dòng Akai thì nó quá nổi tiếng nha. Thì bên em chỉ nói sơ một chút về cái con máy này thôi. Thì con này nó có cái size ngang là 44 ha. Size ngang là 44 phân. Chiều cao con này nếu mà tính chiều cao của mặt nhôm là 15 phân và tính chiều cao luôn chân lên tới nóc là 16 phân. Đó. Thì với cái mặt nhôm nó rơi vào độ 15 phân này thì nó làm cho cái chiếc máy của mình rất là mạnh mẽ ha. Tại vì cái size cái mặt của nó rất là bự, cho nên là khi anh em nhìn thực tế cái máy nó rất là hầm hố nha. Đó. Rồi cái chiều hậu của con này là hậu là 28 ha. Hậu là 28. Đó. Với mặt trước là mặt phay nhôm thì em cũng xin giới thiệu thêm một chút, thì con này là hàng Nhật về ha. Mặt phay nhôm còn tuyệt đẹp nha. Mặt phay nhôm cực kỳ đẹp luôn, không một vết xước. Chút xíu nữa em sẽ dịch điện thoại và em sẽ lìa cho anh em xem. Đó, mặt phay nhôm là không một vết xước ha, rất là đẹp ha, nấm nút còn rất là bóng. Ở trên đây thì cái bộ nút nhôm này còn cực đẹp. Và mặt trước thì nó có một cái khuyết điểm duy nhất là cái bàn phím ha. Cái bàn phím này thì nó có bị đốm. Nó đốm là do cái trong quá trình mình để lâu á, nó bị đóng những cái vết bụi trên cái nút bàn phím ha. Cho nên khi mình về đây mình vệ sinh ra thì nó còn lại còn hàng lên những cái vết dấu ha. Những vết dấu nhưng mà nó cũng mờ thôi. Thì thực chất những cái dòng Akai với dòng Pioneer thì nó hay bị lắm đó, cho nên là cũng khó tránh khỏi này. Nhưng mà em giới thiệu thì em cũng phải nói cho nó kỹ chút ha. Đấy. Và con này nó sở hữu những cái hồi gỗ ha. Những cái dòng mà 705, 709 hay là 710 rồi thì thường nó là nguyên một cái vỏ gỗ ha. Vỏ gỗ của dòng Akai đó. Máy thì với kích thước máy rất là to và với cái độ dày của mặt máy nó có, cho nên là khi anh em nhìn thì trong cái máy nó rất là hầm hố ha. Và ở đây thì có hai cái vu, thì anh em có thể thấy ha. Cái dòng vu này thì cái chữ bên trong nó còn cực kỳ nét luôn, anh em có thể thấy không, những cái phần đỏ phía sau thì nó vẫn còn đỏ tươi, nó không có bị bay. Thì cũng có một số dòng thì mình sử dụng nhiều nó nóng thì nó sẽ bị bay cái chữ mờ đi, nhưng mà con này còn cực đẹp ha. Nói về độ đẹp con này thì còn rất là đẹp nha. Rồi thì đây là cũng trong một thể loại dòng là cửa băng rộng ha. Cửa băng rộng thì anh em có thể vừa chơi vừa trưng bày. Ví dụ như mình chơi những cái cuốn băng có cái tính chất mà nó trưng bày đẹp thì khi mình bỏ vào đây mình lay thì nó chạy rất là hay. Cuốn băng này thì em đã bỏ dây rồi, cho nên là nó chỉ quay một reel thôi. Bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc để cho anh em nghe thử cái tiếng của con này nha. Nhưng mà anh em lưu ý giúp em là thường thì khi mình test qua điện thoại thì anh em chủ yếu là nghe về cái độ chuẩn của phần cơ, phần cassette ha. Cái giọng nó có chuẩn hay không, nó có bị nhựa hay là lên nốt cao nó có bị rung hay không, thì như vậy là nó đạt yêu cầu của một con máy mà khi mình dọn phần cơ chuẩn nha. Còn về chất âm hay dở thì nó tùy thuộc vào gu nghe nhạc của mỗi người ha. Ví dụ mình thích nghe thể loại nhạc này thì mình về mình mở mình nghe. Còn ở đây thì em chỉ test nó hoạt động, nó hát và chuẩn hay không thôi, chứ em không có test để so sánh hay dở nha. Rồi, em sẽ test một cuốn băng thu từ nhạc mạng trên YouTube ha, tải về của ca sĩ Thúy Hà với ca khúc là 8 điệp khúc. Like.
Rồi trong quá trình thì nó lay thì em sẽ dịch cái điện thoại, em quay cho anh em còn cảnh cái mặt nhôm. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu. Bàn tay năm ngón mưa xa dịu anh trong tiếng thở, đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi. 20 năm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu. Bàn tay đang gió muôn phương, bàn tay đang gói mộng, đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi. Ai chia ly tan Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi. Con xin dâng xin hiến trọn cả Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi. Con xin dâng xin hiến trọn cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu. Nằm nghe tiếng hát đu đưa dịu anh trong giấc ngủ, ôi tiếng ru ru ngọt ngào mẹ Việt Nam ơi. Ai chia ly tới tôi lùi rất là mạnh.
cơ thì dây cu ro và những ron cao su đã dọn hết rồi, đầu từ bánh ép zin đấy. Thì anh em cũng nghe được và cũng cảm nhận được tiếng và cái độ chuẩn của con máy nha. Tiếng rất là chuẩn ha, tiếng cực chuẩn luôn. Con này thì nó sở hữu cái cặp đèn bu quá đẹp ha, quá đẹp luôn đấy. Ngồi chơi thu phát nhạc mạng thì thu phát trên con đầu này thì anh em có thể chơi làm rê để nghe nhạc ha, nghe nhạc mạng, hoặc là mình hát karaoke thì mình đưa chất âm qua con đây thì nó cải thiện rất là tốt về cái tiếng nha. Tiếng nó sẽ dày hẳn lên ha, và nó nâng được cái công suất ha, nâng được công suất. Thì làm rê thì anh em chỉ việc nhấn rét ha, bỏ cuốn băng vào mình ấn rét thôi. Đấy, bỏ cuốn băng vào ấn rét thôi, và lúc đó thì mình sử dụng cặp volume led right ở đây. Đấy, rồi nó đơn giản vậy thôi. Con này về phần mặt tiền thì đẹp xuất sắc nha, mặt tiền rất là đẹp ha, nó chỉ bị ít chỗ bị đốm của bàn phím thôi nha. Còn về mặt sau thì mặt sau của máy thì rất là mới đây, mặt sau của máy rất là mới nha, không có bị đốm. Thì nhiều con về thì thường nó bị đốm cái đít, nhưng mà con này còn rất là mới. Rồi em báo giá lại là con Akai GS705D này em bán với cái giá là 3 triệu đồng ha. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại em để trên bài, và có thể kết nối vào Zalo anh em mình trao đổi đó. Anh em lưu ý là giá 3 triệu nha. Em đã thanh lý rồi, thanh lý dưới giá vốn rồi, cho nên anh em vui lòng không trả giá ha, giúp em nha.